Dạ rồi, hello, xin chào anh em ha, chào tất cả anh em, chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì cũng ngồi trong đống đồ thì cũng đang soạn đồ ra nè anh em. Thì anh em nào có nhu cầu chìa khóa thì cứ liên hệ em ha. Đó, em đang soạn ra được hai đống ha. Em sẽ bán combo hết nha anh em, giá là 50.000 một ký ha. Đó, là bán, nếu như bán là em sẽ bán là chìa khóa với cái này chung nha anh em. Đó, với mớ này ha. Đó, này nữa nè. Thì bao nhiêu ký thì em sẽ căng lên và báo cho anh em ha. Thì nó là chìa khóa ha, bự nhỏ lộn xộn. Rồi thì cái này chắc tầm cá chục ngoài 15 ký trở lại thôi anh em, 50.000 ký chìa khóa với kìm. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em.